Xin chào, mình là Tài Trọng đến từ Nitrolab. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về sử dụng cái module LCD sử dụng dây. Đây là cái mô hình của mình. Dây 8 kết nối bằng dây và điều khiển bằng 8 bit ha. Cái module này là được lấy từ một cái module cái mạch cũ và nó đang sử dụng con chip đó là STM-F4 VET6 ha. Thì ở đây mình cũng lấy từ một cái project để chia sẻ thì mình có chỉnh sửa và modify lại để cho nó phù hợp và chạy lập trình được trên cái board này. Thì cái board này mình sẽ cũng sửa cũng khá nhiều rồi kết nối nạp nè. Ở đây thì mình tận dụng được cái những cái nội vi của nó trên cái board này nó có sẵn, thì mình tận dụng được cái LCD LED rồi những cái chip trên này. Đấy. Nói chung là hàng này là hàng một cái liệu á. Nói chung nhưng mình thấy là cái con chip F407 VT6 này cũng khá là ok. Đây là một cái rosette, những cái chân cẳng của nó. Thì giờ tiện thể có bo này thì mình muốn cũng hướng dẫn các bạn để sử dụng cái module ha. Cái module LCD 1602 này mà với cái cách không dùng IC như lúc trước á, trước mình sử dụng IC này là A2C, còn này là truyền tải trực tiếp, thì có ưu điểm là cái tốc độ lên cái LCD nó sẽ nhanh hơn. Đấy, nhanh hơn, nhưng mà chỉ điều là dây nó sẽ nhiều hơn. Thì đối với những cái tác vụ mà mình muốn mình chiếm nó nhiều chân mà mình không có kết nối nhiều, không kết nối nhiều mọi vi ấy, mà chỉ sử dụng LCD thôi, thì phương pháp này mình thấy tối ưu, nó cũng ok. Đấy, thì trên cái board này nó được khai báo, nó được nối được những cái chân nè. Thì mình để mà cái mạch LCD nó chạy được thì mình phải khai báo những cái chân ở trên mạch này để nối tới cái con IC của cái con LCD ha. Thì mình phải nối 8 chân bit rồi cộng với chân LED LCD là cái chân cái màn hình cái đèn backlight ha. Màn đèn backlight lên màu vàng, rồi cái raw, cái chân drive và chân CS ha. Rồi đó, thì mình khai báo, nói chung là ở đây chỉ sử dụng IO thôi chứ không có sử dụng bất cứ nội vi nào khác, không có dùng quay nguyên nào hết á, chỉ dùng IO thôi. Rồi mình ở đây còn lock, mình sử dụng là 16m. Đối với những dòng F4 thì có thể thứ nhất là ngọn vi nó mạnh, thứ hai là số chân nó nhiều, và cái chức năng những cái ngọn vi nó nhiều hơn những cái con chip tầm thấp như F1, F0. Thì nhược điểm ở cái module này nó chỉ có những cái chức năng nhất định thôi, và nó chỉ có những số chân hạn chế để được sản xuất và được cấu hình fix sẵn, cho nên là không có thể thay đổi được phần cứng. Mình chỉ có thể là lập trình điều khiển thay đổi những cái thông số trên module LED LCD này thôi. Còn nếu mà muốn nâng cao hơn, muốn thay đổi sang cái board khác, thì chúng ta phải bỏ con chip này ra và thiết kế thành một cái board khác.
chứ không có như những cái bo mở rộng như những cái bo trước của mình, nó là bo STM đây nè, dùng có discovery thì nó có những cái chân mình ra, còn ở đây không có. Nói chung là hàng để được sản xuất để thương mại. Rồi mình sẽ vô chương trình mình viết những gì mình có thể share chia sẻ lại, chứ thực sự dẫn thực sự thì cái JCD cũng có rất nhiều người hướng dẫn rồi ha. Thì ở đây anh em mình viết thêm một cái hàm kiểu như là hàm để mà chớp nháy cái đèn backlight đó, thì mình sẽ gọi để mà mình thay đổi trạng thái của cái chân backlight. Ở đây mình sẽ là khai báo ha, mình khai báo những cái chân để mà mình hoạt động. Thì mình sử dụng một cái thư viện ha, thư viện là thư LCD 8 bit. Cái này mình sưu tầm trên mạng về và chỉnh sửa. Thì thực chất là cái bộ thư viện này là của Arduino, sau đó thì mình chỉnh sửa rồi thay đổi cho nó phù hợp, nó dễ, nói chung là dễ sử dụng hơn đối với mình thôi. Chứ còn nếu như nói chung là mình hiểu về cái này là mình thay đổi, mình biến đấu về con chip của mình nó sẽ dễ dàng đấy. Có những cái hàm nói chung mình đọc hiểu cái hàm đó rồi mình sẽ thay đổi cho nó phù hợp. Thì ở đây mình chỉ sử dụng những cái hàm coi như cơ bản thôi để mình viết truy xuất dữ liệu, khai báo chân cẳng rồi chớp tắt vậy thôi đấy. Thì khi mà ở trong cái thư viện thì nó sẽ có hai cái file này lcd.h, lcd.c, thì mình phải khai báo những cái bit ha, khai báo những cái bit, những cái kiểu như là những cái đúng rồi, những cái mã mã comment á. Thì mấy các bạn học mà view kiểu kiểu mà 8 bit như dòng 8051 hay là dòng bit 16F88 gì đó, thì nó cũng LCD nó sẽ có những cái lệnh là send comment, là send data, send led. Thì đấy, send comment, data, send char, send screen. Thì mình ở đây mình sử dụng set cursor nè, set cursor này để mình đặt cái vị trí, là vị trí của LCD ở hàng nào gọt nào, hàng nào đúng rồi, hàng nào gọt nào, rồi mình sẽ gửi cái dữ liệu đó, rồi mình xóa xóa cái LCD này đi đấy. Thì xóa LCD sẽ gửi comment. Nói chung là để viết cái thư viện này thì nó rất là mất thời gian, cho nên là chúng ta tận dụng được những ai viết và mình chỉnh sửa theo ý của mình nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà tuy nhiên cái quá trình mà chỉnh sửa thay đổi thì nó cũng có nhiều cái, nhiều khi là mình tự viết nó lại nhanh hơn mình sửa của người khác. Mình sửa người khác mình phải hiểu nó ý đồ như thế nào mà mới sửa được. Nói chung là tùy. Nói chung là bây giờ mình sẽ đi vào cái cách sử dụng ha. Thì ở đây mình đã khai báo nè, khai báo thì trên đây mình khai báo cái LCD này là cái tên LCD name nè, mình khai báo là LCD 8 bit đấy. Xuống đây mình sẽ khai báo, mình khai báo 8 bit này, rồi dạng module là 1602, rồi port, pin, những cái chân của LCD ha. Sau đó mình sẽ gửi lệnh này để mình chạy ha. Mình gửi đây là led, sau đó mình delay đi ha.
gì đây? Dây đi một dây xong rồi sẽ xóa, mình sẽ xóa cái CD. Clear đấy, mình xóa đi. Đây mình phải chuyển cái hàng này vô. Mình thử ha. Rồi, build. Hiện tại mà chưa có bật tắt cái led nền sẽ không có sáng. Đấy. Đó, mình hình như là mình xuất có gì đó sai sai rồi ha. Xuất dữ liệu này sai rồi nè. Cái x này là vị trí x nè, cái y nè, các bạn thấy là nó đang xuất hiện đúng rồi ha. Auto nothing easy. Bây giờ mình sẽ bật cái đèn led lên ha, rồi bỏ để cho màn chữ nó khỏi nháy nó đi, bỏ cái số lệnh ra này đi. Mình bật led lên, bật led lên thì cái led LCD mình sẽ dùng cái hàm tên led, hàm right pin ha. Mình sẽ dùng hàm right pin đây. Copy cho nó lại. Set. Ok. Đấy. Mình sẽ build hoặc là cứ đèn sáng không. Đấy, sáng à. Sáng và nó không có nháy nữa. Bây giờ mình muốn cho nó nháy thì mình sẽ bỏ cái lệnh này đi. Rồi mình gọi cái hàm blink, hàm blink xd blink backlight này của mình mới viết hồi nãy. Rồi đấy, thì khi chúng ta mở chúng ta sẽ thấy nó nháy thử rồi đấy. Đó, nháy một phát xong nó tắt. Nó tắt luôn. Thì mình bắt buộc mình phải cho cái hàm này xuống dưới rồi. Để mình nó sáng luôn chứ. Ok. Rồi. Đấy. À, cái nói chung là bây giờ mình đã làm xong cái ví dụ về cách hoạt động của một cái bo dùng
cái LCD mà sử dụng cái chế độ là 8 giây ha. Đấy, thì đây là một video về cách mình đã làm và mình quay lại và chia sẻ kinh nghiệm của mình ha. Các bạn có thể xem theo dõi và tham khảo. Cảm ơn các bạn.